danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với series Học nhanh nhớ lâu cùng Vietjet. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt những kiến thức trọng tâm trong văn bản Bến Quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1 lớn tìm hiểu chung. Trong phần này, các bạn sẽ cùng cô tìm hiểu về tác giả và tác phẩm nhé. 1. Về tác giả, Nguyễn Minh Châu sinh năm 1930, mất năm 1989, quê quán của ông ở Nghệ An. Về phong cách sáng tác, Nguyễn Minh Châu viết về những âm vang chiến trận, những vấn đề dân sự qua cảm hứng của một người lính đầy trải nghiệm. 2. Về tác phẩm, A Xuất Xứ, truyện ngắn Bến Quê in trong tập truyện cùng tên của Nguyễn Minh Châu. B. Tóm tắt, Nhĩ bị cột chặt trên giường bệnh vì căn bệnh hiểm nghèo. Nhĩ phát hiện ra vẻ đẹp bình dị và quyến rũ của cái bãi bồi bên kia sông. Nhĩ nhận ra sự chăm sóc và đức hy sinh thầm lặng của vợ mình. Anh nhờ cậu con trai giúp thực hiện ước mơ đó, nhưng cậu ta đã để lỡ chuyến đò. Nhĩ đã chiêm nghiệm được những cái quy luật đầy nghịch lý của đời người. C. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích cốt truyện. Ở cốt truyện đã đặt nhân vật vào một chuỗi tình huống có tính chất nghịch lý. Chuyện muốn phát hiện quy luật. Trong cuộc đời của con người thường khó tránh khỏi những vòng vèo, trùng trình. Thức tỉnh mọi người, hãy biết trân trọng những vẻ đẹp bình dị, gần gũi, bền vững bên gia đình và quê hương. D. Về bố cục, chúng ta có thể chia văn bản làm 3 phần. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến bậc gỗ mòn lõm. Đây là cuộc nói chuyện với Liên. Phần 2, từ tiếp đó cho đến một vũng nước đỏ. Nhĩ nhờ con sang bên kia sông. Phần 3 là đoạn còn lại của văn bản, hành động cố gắng cuối cùng của Nhĩ. 2. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về văn bản qua 3 nội dung chính. Thứ nhất, đó là cảm xúc của Nhĩ về vẻ đẹp thiên nhiên nơi biển quê. Thứ hai là cảm xúc của Nhĩ về người vợ. Và thứ ba, đó là suy nghĩ và khát vọng bình dị cuối đời của Nhĩ. Thứ nhất, cảm xúc của Nhĩ về vẻ đẹp thiên nhiên nơi bến quê. Qua khung cửa sổ, Nhĩ nhận ra vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên quê hương. Những bông hoa bằng lăng cuối mùa đậm hơn, vòng trời thu như cao hơn, vẻ đẹp chủ phú của bãi bồi. Mỗi cảnh vật đều mang một vẻ đẹp bình dị, rất đỗi quen thuộc. 2. Cảm xúc của Nhĩ về người vợ của mình. Nhĩ xót xa khi thấy Liên mặc tấm áo vá. Liên đã tần tảo, hy sinh thầm lặng suốt cuộc đời vì chồng, vì con, vì gia đình. Liên vẫn vẹn nguyên như vẻ đẹp tâm hồn trong sáng. Cuối đời, Nhĩ đã nhận ra rằng gia đình mãi mãi là nơi ấm áp, hạnh phúc và là nơi nương tựa vững chắc nhất của mình. 3. Những suy nghĩ về khát vọng bình dị cuối đời của Nhĩ. Nhĩ khao khát được đặt chân đến bãi bồi vừa gần nhưng lại cũng rất xa. Sự thức tỉnh đầy xót xa của Nhĩ. Nhĩ đã nghiệm ra một quy luật. Cuộc đời của con người khó tránh khỏi những điều vòng vèo, trùng trình. Nhĩ giơ tay khoát khoát, mong muốn con người thoát khỏi éo le. Nhà văn đã gửi gắm vào nhân vật Nhĩ những triết lý, những tư tưởng cốt lõi của cuộc đời con người. Hãy trân trọng những giá trị bình dị nhất của cuộc sống, của quê hương và xứ sở. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần thứ 3, tổng kết lại những giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. 1. Về nội dung, truyện ngắn Bến Quê đã gửi gắm những suy nghĩ, những trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời. Thức tỉnh mọi người, sự trân trọng về những vẻ đẹp, những giá trị bình dị, gần gũi của gia đình và quê hương. 2. Về nghệ thuật, tác giả đã rất thành công trong việc tạo dựng tình huống đầy nghịch lý, trần thuật qua dòng nội tâm của nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu đầy chất suy tư, hình ảnh mang tính biểu tượng. Như vậy, vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn cách tìm hiểu những nội dung trọng tâm, quan trọng nhất trong văn bản Bến Quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo cùng cô nhé. Khóa học Vietjet,
sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.